Hello, xin chào tất cả các chú anh chị. Chào mừng tất cả các chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube của Hoàng Thanh Long ha. Ngày hôm nay thì Long sẽ làm một cái video clip mà Long đã hứa làm rất là lâu rồi nhưng mà tới giờ mới có dịp làm cho các anh chị. Đó chính là chia sẻ về cái công cụ là chatbot ha. Thì Long sẽ quay nhiều clip. Đây sẽ là clip đầu tiên để Long tổng quan về chatbot nghĩa là gì, cũng như là một số cái công cụ chatbot. Thì như các anh chị biết thì khá là nhiều người lầm tưởng đến một cái công cụ là Chatfuel, nó chính là cái công cụ chatbot, nhưng thực tế Chatfuel là một cái trang mà ứng dụng cái công cụ chatbot thôi. Ngoài ra còn rất là nhiều cái trang khác, ví dụ như là Haravan Fuel, Funnel nè, đó cũng là một cái dạng một công cụ chatbot mà mới ra mắt gần đây thôi của Haravan ha. Haravan cũng là một cái đơn vị mà chuyên cung cấp các cái sản phẩm để giúp cho các anh chị kinh doanh online nó thuận lợi hơn, đặc biệt là kinh doanh đa nền tảng anh chị. Đó là một cái rất là hay, có nghĩa là họ sẽ giúp cho các, ví dụ bây giờ các anh chị bán một cái sản phẩm là ví dụ quần áo thời trang gì đó đi, nếu mà các anh chị muốn liên kết với các cái trang như Lazada, Tiki nè, hoặc là Shopee nè, rồi các cái trang mà bán hàng online á, thì các anh chị phải tự liên lạc và tự làm rất là mất thời gian. Thì cái Haravan nó sẽ giúp cho các anh chị có thể liên kết và đưa tất cả sản phẩm của các anh chị lên tất cả những cái trang đấy rất là nhanh gọn và đơn giản, và có phương pháp để các anh chị quản lý hàng hóa cũng như các cái đơn hàng của mình luôn. Rất là hay ha. Các anh chị có thể vào Haravan để xem ha, hoặc là bạn có thể xem thông qua cái đường link mình sẽ để trong phần mô tả của đoạn clip này ha. Rồi ok. Quay lại về cái chatbot các anh chị. Thì Long muốn phân biệt cái điều thứ nhất, đó chính là chatbot đó là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể tự động hóa việc trả lời tin nhắn trên Facebook fanpage để chăm sóc khách hàng một cách tự động, trả lời tin nhắn một cách tự động, và thậm chí là nó có thể khi mà các chị set up AI, các chị là trí tuệ thông minh nhân tạo á, thì nó có thể trả lời một số câu hỏi mà khách hàng hay hỏi mà các anh chị đã set up sẵn rồi. Đấy, đó chính là cái công cụ, cái chức năng của chatbot các anh chị. Và cái công cụ này rất là hay chỗ là khi mà chăm sóc khách hàng như vậy thì bạn sẽ giảm thiểu được rất là nhiều thời gian việc mà trả lời tin nhắn cho khách hàng. Đấy, và giúp cho chúng ta tương tác cũng như chăm sóc khách hàng một cách tự động hơn, liên tục hơn, chứ không phải là đợi cho đến lúc mà khách hàng cần thông tin thì lúc đó mình mới nhắn tin và trả lời cho khách hàng, rất mất thời gian và không hiệu quả. Chúng ta chỉ nên cái chatbot này rất là hay là giúp cho các bạn có thể là khách hàng đã nhắn tin với mình thì lúc đó là khách hàng họ đã biết rất là nhiều về thông tin về sản phẩm dịch vụ của anh chị, và khi gặp các anh chị thì có thể là họ đã có mong muốn là mua sản phẩm và dịch vụ của anh chị rồi, cho nên cái tỷ lệ mà ra được chuyển đổi là rất là cao các anh chị. Và thật ra thì nó cái điều rất là hay của chatbot đó chính là cái trí tuệ nhân tạo các anh chị. Tuy nhiên thì Lâu cũng muốn nhấn mạnh đó chính là thông minh nhưng mà nó vẫn do mình set up các anh chị. Có nghĩa là cái chatbot này nó có thông minh hay không, cái trí tuệ nhân tạo nó có thông minh hay không là do các anh chị set up nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là các anh chị đã tạo xong một cái chatbot là nó tự động nó hiểu các câu hỏi của khách hàng mà nó trả lời đâu. Đấy, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng không nên lạm dụng quá về chatbot. Đấy, phải cho khách hàng có một trải nghiệm tốt nhất, không nên gửi những cái tin nhắn quá nhiều cho khách hàng cùng một ngày chẳng hạn. Đấy, bây giờ cái video clip số 1 này đó chính là mình muốn chia sẻ, phân tích về một chút về chatbot cũng như một số công cụ về chatbot. Và các video kế tiếp thì chủ yếu mình sẽ nói về cái Chatfuel. Chatfuel nha các anh chị. Chatfuel chỉ là một công cụ chatbot thôi, và còn rất rất nhiều các công cụ chatbot khác nữa. Và video này mình sẽ hướng dẫn chủ yếu về Chatfuel thôi. Và nếu mà các anh chị ủng hộ, thích những cái video clip Long chia sẻ, thì Long sẽ tiếp tục làm những cái clip kế tiếp chia sẻ về các cái công cụ chatbot khác, và Long sẽ so sánh về các cái công cụ này nó hiệu quả như thế nào. Đấy, so sánh sự khác biệt giữa các cái công cụ. Ví dụ như là Long sẽ có video clip hướng dẫn về cái Haravan Funnel của Haravan ha anh chị.
một công cụ mà chat viral của Việt Nam luôn đấy, chính thống của Facebook cấp luôn ấy. Đấy. À, trước tiên thì Long sẽ giới thiệu về dịch vụ chat viral ha. Các anh chị hãy vào cái trang web là chatfuel.com ha. Đấy, cái đường link mình đã cho xuất hiện ở trên màn hình đấy các chị ha, chatfuel.com. Đấy, khi mà các chị vào á, thật ra nó không phải là cái giao diện như thế này đâu, là do mình đã đăng nhập rồi cho nên là nó có giao diện như thế này. Cái việc đăng nhập thì khá là đơn giản thôi các chị, cho nên là Long sẽ không thao tác làm ở đây ha. Đấy, đây thì khi mà các chị đăng nhập vào chatfuel, nếu mà chưa liên kết thì nó sẽ như thế này nè các chị. Các chị chỉ việc nhắn vào login thôi. Thì ở đây thì nó sẽ tự động liên kết với Facebook, do là mình đã liên kết rồi cho nên mình không có nhắn ok chấp nhận gì cả. Thì khi mà các anh chị chưa có liên kết thì các anh chị cứ làm theo hướng dẫn của cái chatfuel là được. Nó yêu cầu các anh chị phải chấp nhận là đăng nhập bằng Facebook nè, chấp nhận một số cái yêu cầu của nó khi mà sử dụng vào Facebook ha. Các anh chị chỉ cần nhắn ok, nhắn tiếp tục là được. Ok. Đấy, thì giao diện lúc đầu nó sẽ như thế này. Và để mà các anh chị tạo một cái chatbot này, các anh chị có thể quản lý cũng như tạo chatbot cho nhiều cái trang fanpage khác nhau ha. Cái điều mà Long muốn nói đó chính là cái chatbot này chỉ sử dụng cho trang fanpage thôi, là trang bán hàng anh chị, không sử dụng được cho trang cá nhân hoặc là nhóm trên Facebook ha. Chỉ sử dụng được cho fanpage thôi. Ok. Để mà các anh chị bắt đầu một cái chatbot thì các anh chị chỉ nhấn vào chuỗi nút new bot này anh chị. Đấy, là tạo một cái con bot mới ha. Đấy, thì video clip đầu tiên này thì Long sẽ chia sẻ sơ về một số công cụ cho các anh chị biết thôi chứ, và video kế tiếp, video thứ hai thì Long sẽ làm cụ thể luôn, set up một cái con chatbot cụ thể cho các anh chị xem luôn. Thứ nhất là cái phần là auto. Auto này có nghĩa là gì, là các anh chị sẽ set up một số cái công cụ trả lời tin nhắn tự động các anh chị. Ví dụ như là khi mà người ta click vào chatbot của mình thì bắt đầu mình sẽ chào khách hàng như thế nào nè. Đấy, sau khi mà chào rồi thì bắt đầu họ sẽ có những cái lựa chọn, khách hàng sẽ có những lựa chọn. Long ví dụ như về cái trang chat của Long nè. Đấy, ví dụ như bây giờ khi mà người ta nhắn vào chatbot, nhắn vào. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện. Đây ha, bạn đã mở cuộc trò chuyện với hoanglongtim.com. Đấy, thì bắt đầu nó sẽ đưa ra một cái lời chào hay là cái gì đấy. Ví dụ như đây mình đã set up một cái hình ảnh nè. Đấy, các chị thấy không? Đấy, nó sẽ đưa ra một cái hình ảnh và tiếp tục nó sẽ gửi một cái tin nhắn nữa. Đấy, đây tin là chào mừng bạn đến với Hoàng Long Team, là nơi chia sẻ các kinh nghiệm kiếm tiền đó. Cái phần tin nhắn này nào bạn hoàn toàn có thể set up ngay từ ban đầu ha, và đưa ra một số lựa chọn để khách hàng họ xem. Ví dụ như đây này, đấy là cái phần gọi là auto ha, đó là cái phần trả lời tự động. Và khi mà cái việc mà các anh chị sẽ điều hướng khách hàng, mình sẽ quay về cái chatbot của Hoàng Long Team cho dễ ra, cho các anh chị dễ theo dõi nha. Đấy, ví dụ như khi mà khách hàng họ vào welcome, cái là nó tự động nó gửi một cái hình nè, cái dấu nháy nháy này là thể hiện cái việc mình đang nên nhắn tin đó anh chị. Đây, kế tiếp đó là mình có thể cho nó ngắn lại. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn vào những video clip kế tiếp ha. Mình sẽ giới thiệu công cụ trước anh chị. Đấy, đó là cái việc set up một những cái tin nhắn này ha, vào cái video clip kế tiếp mình sẽ hướng dẫn. Và cái tiếp nữa là set up AI, có nghĩa là trí tuệ thông nhân tạo nè. Ví dụ như khi mà khách hàng họ nhắn về YouTube thì cái chatbot này nó sẽ gửi cái tin nhắn gì cho khách hàng, hoặc là nhắn vào video thì bắt đầu là cái chatbot này sẽ gửi tin nhắn gì, tương tự như vậy ha anh chị. Ví dụ như tôi muốn kiếm tiền online nè, với tiếp thị liên kết, thì bắt đầu là nó sẽ tự động nó gửi một cái tin nhắn gì đó. Và toàn bộ như này thì các anh chị sẽ set up ha, cài đặt và cho nó biết. Ví dụ như hoặc là các anh chị có thể trả lời cho nó tự động trả lời. Ví dụ như chỉ cần các anh chị gõ Long đẹp trai, chỉ cần nó sẽ tự động trả lời cái tin nhắn là Long có biết điều đó. Đây một cái tin rất là có nghĩa mình làm vui thôi đấy anh chị. Đấy, đây là gọi là trí tuệ nhân tạo đấy anh chị. Và như lúc đầu Long có nói là gì, trí tuệ nhân tạo thì cũng là do con người tạo ra thôi, cho nên này nó cũng khá là giới hạn anh chị. Đôi lúc thì mong muốn nó trả lời cái này nhưng nó lại trả lời cái khác, thì cái nó thông minh hay không thì phụ thuộc vào việc các anh chị set up các cái từ này như thế nào ha. Thì trong các video clip kế tiếp mình sẽ hướng dẫn sau ha. Kế tiếp là cái phần thông báo các anh chị. Đấy,
Phần thông báo này nghĩa là gì? Thứ nhất là các anh chị có thể gửi một cái tin nhắn, ví dụ như trong một cái chatbot mà các anh chị có khoảng 100 người trong cái phiếu chatbot các anh chị. Các anh chị có thể dùng một cái tin nhắn này và gửi cho 100 khách hàng các anh chị. Đấy. Đó. Và còn rất là nhiều cái khác, ví dụ như là lọc khách hàng nè. Ví dụ bây giờ là có những khách hàng thích nhận, ví dụ các chị chạy web mà giảm giá đi, thì có những khách hàng thích nhận tin nhắn mà giảm giá, có những khách hàng thì không thích tin nhắn mà giảm giá, thì các anh chị có thể lọc khách hàng. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ lọc khách hàng là viết một cái tin nhắn là nếu bạn mong muốn nhận các cái mã giảm giá từ chúng tôi, các cái tin nhắn về khuyến mại của chúng tôi thì các bạn hãy nhắn có, còn nếu như bạn không muốn nhận thì các anh chị các bạn hãy nhắn không. Đấy, thì khi mà tất cả những khách hàng họ nhắn không thì nó sẽ lọc qua một khách hàng khác, và khách hàng nhắn có thì nó sẽ lọc qua một khách hàng khác, thì lúc đó thì giúp cho chúng ta có thể tiếp thị tốt hơn. Chúng ta sẽ tiếp thị những cái chương trình khuyến mại mà giảm giá cho những người nhắn lúc có thôi, thì lúc đó thì cái tin nhắn đó có tỷ lệ trả lời rất là cao và cái tỷ lệ click cũng rất là cao các anh chị. Và đây nó còn rất là nhiều không nhiều chức năng khác, ví dụ như là setup cho cái việc là tin nhắn nó sẽ gửi tự động theo cái lịch mà các anh chị đặt. Ví dụ như đây Long đã đặt một cái chương trình là vào lúc 7 giờ, cứ đúng 7 giờ thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn cho khách hàng hoặc là người đã vào chatbot của Long ha. Đấy, nó còn rất là nhiều chức năng nữa. Qua tới cái phần này là phần gì? Phần này là phần các anh chị setup cái menu trong cái tin nhắn. Thì đây ha, Long sẽ cho các anh chị xem menu nó như thế nào. Đây ha. Ví dụ như này, các chị sẽ vào Facebook và các chị sẽ thấy hồi nãy giờ Long nhắn tin với lại cái trang fanpage của Long. Đây ha, thì ở đây nó có một cái mục gọi là mục menu đây các chị. Đây ha, đây các chị click vào thì các chị sẽ thấy là hướng dẫn về affiliate nè, tham gia Hoàng Long Group nè. Ví dụ affiliate thì nó là cái affiliate cơ bản nè, cách thức làm affiliate nè. Đó, rồi Facebook marketing và các AdWords video marketing, rồi hướng dẫn làm web marketing đó, rồi vân vân ha. Đây đó chính là cái menu ha. Nó là cái menu này nè. Đây các anh chị có thể set up cái menu này. Đấy. Và ở đây nó có một cái mục là giới thiệu về chat fuel các anh chị. Thì ở đây các anh chị hoàn toàn có thể ẩn cái phần này. Tuy nhiên để ẩn cái phần này thì các anh chị phải tốn là 30 đô. Có nghĩa là cái chat fuel này hoàn toàn miễn phí, nhưng mà trong cái phần menu nó chỉ có cái phần này thôi. Ví dụ như khi mà khách hàng họ click vào đây thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ cho các bạn xem ha. Click vào đây. Đấy, thì nó sẽ ra một cái tin nhắn giới thiệu về cái chat fuel này là gì. Này ha anh chị. Đấy. Và nó yêu cầu là để ẩn cái chat fuel cho em cái tin nhắn này thì bạn phải mất 30 đô. À, họ chat fuel này họ không tự động gửi tin quảng cáo cho khách hàng, mà là khi mà khách hàng nhấn vào cái nút này thì nó mới gửi tin giới thiệu về chat fuel ha. Đấy, một cái có thể nói là gần như là những cái tính năng miễn phí thì gần như full hết trong cái chat fuel này. Mình thấy cái tính năng miễn phí rất là hay, nhưng mà khuyến khích các anh chị có thể trả phí 30 đô để có thể ẩn cái bình luận này đi ha. Đấy. Và còn rất là nhiều chức năng khác ở đây nữa. Mình cũng chưa có trải nghiệm hết tất cả những tính năng này. Ta sẽ bước qua một cái phần kế tiếp ha. Phần này thì là giúp cho chúng ta làm gì? Thứ nhất là các anh chị có thể gắn cái chat fuel này vào website của các anh chị. Ví dụ ở đây Hoàng Long Team này, các anh chị sẽ thấy là Long đã gắn một cái chat fuel ở đây nè. Đấy, đây là cái con chat của Long. Và khi mà khách hàng họ nhắn vào đây thì nó sẽ tự động nó chat với khách hàng. Này các anh chị không? Nãy giờ Long đã nhắn vào Long chat chatbot của Long ha. Và nó còn có thêm một cái tính năng ở đây nữa các anh chị. Đây là tự động comment, tự động trả lời các cái comment của khách hàng ha. Đấy, thì trong các video clip kế tiếp mình sẽ hướng dẫn sau ha. Đấy. Và còn có rất là nhiều công cụ khác nữa. Ví dụ như các anh chị có thể chèn một cái plugin vào trong cái trang web của anh chị giống như đây nè. Đấy, các chị nhắn vào send messenger, có nghĩa là send to messenger, có nghĩa là send nó tự động nó gửi tin nhắn cho mình liền. Này, anh chị sẽ xem này. Đó, các chị thấy không? Nó sẽ tự động gửi tin nhắn này. Có nghĩa là người này cũng đã vào chatbot của mình. Đấy. Thì ở đây là các chị có thể nhắn send to, đấy.
thì trong các video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cái phần này ha. Và kế tiếp nữa đó chính là cái phần thống kê đó anh chị. Họ sẽ thống kê cho chúng ta biết là cái việc tương tác khách hàng như thế nào ha. Đấy. Ok, đó chính là cái cơ bản về các cái chức năng của Chatfuel hiện tại. Đấy thì tương lai thì Long không biết là sẽ còn thêm những cái tính năng nào nữa hay không, nhưng mà tạm thời thì nó có những cái tính năng như vậy các anh chị. Đấy. Ok chưa? Đấy, đó là video đầu tiên mà Long muốn chia sẻ cho các anh chị, đó chính là một số chức năng của Chatfuel ha. Và hẹn gặp tất cả các chú chị trong các đoạn clip kế tiếp. Nếu như mà các anh chị thích video clip thì hãy chia sẻ video clip giúp Long, và hãy nhớ là like trang, theo dõi kênh YouTube nè, rồi cũng như là bình luận gì đấy để ủng hộ Long, cũng như là cổ vũ tinh thần cho Long để Long có thể làm tiếp những cái clip hướng dẫn kế tiếp ha. Đây, video thứ nhất để kết thúc ở đây, và hẹn gặp tất cả các chú chị trong các đoạn clip kế tiếp ạ. Bye bye.